Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 12 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine giữa lúc Kiev cố chọc thủng phòng tuyến Nga. Tucker Carlson thẳng tay chỉ trích thống đốc Texas là kẻ phản bội. Hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc, bộc lộ căng thẳng Mỹ và Trung Quốc leo thang. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo Reuters dẫn lời bốn quan chức Mỹ cho hay, chính quyền ông Biden sắp thông qua việc cung cấp tên lửa tầm xa kèm đạn chùm cho Ukraine, giúp Kiev tăng tấn công sâu hơn vào các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Sau khi nhận thấy thành công của đạn chùm trong những tháng gần đây, Mỹ đang cân nhắc cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm hoạt động lên tới hơn 300 km hoặc hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS với tầm bắn hơn 70 km cùng đạn chùm. Nếu được thông qua, vũ khí trên sẽ nhanh chóng được vận chuyển cho Kiev. Với việc cuộc phản công của Ukraine đang đạt một vài tiến triển, chính quyền Mỹ đang tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho các lực lượng của Kiev trong thời điểm quan trọng. Quyết định cung cấp ATACMS hay là GMLRS hoặc cả hai chưa hoàn tất và vẫn có thể không thành công. Thưa quý vị, chính quyền của Biden đã có nhiều tháng cân nhắc với quyết định ATACMS do lo ngại việc cung cấp chúng sẽ bị Nga cho là hành vi gây hấn quá mức. ATACMS được thiết kế để tấn công sâu vào lực lượng ở phòng tuyến thứ hai. Trang web của lục quân Mỹ tiết lộ, đồng thời cho biết chúng cũng có thể được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các hệ thống phòng không và cơ sở hậu cần phía sau tiền tuyến. Kiev đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Biden hỗ trợ ATACMS để tấn công và làm gián đoạn chuỗi hậu cần, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trong các vùng lãnh thổ kiểm soát. Vào tuần trước, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng vào một kết quả tích cực. Hiện nay chính là thời điểm, một trong các quan chức Mỹ cho hay khi Ukraine đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Nga ở phía nam thành phố Orykiv trong nỗ lực chia cắt các, các lực lượng của Moscow và đe dọa các tuyến hậu cần quan trọng của nước này. Theo CNN, một quan chức Mỹ cho biết, chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra về việc cung cấp tên lửa, nhưng việc đó có khả năng xảy ra hiện nay lớn hơn nhiều so với trước đây. Hiện nay, tầm bắn tối đa của vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine là bom đường kính cỡ nhỏ phóng từ mặt đất với tầm hoạt động gần 150 km. ATACMS có tầm bắn hơn 300 km, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở xa gấp đôi. Tucker Carlson thẳng tay chỉ trích thống đốc Texas là kẻ phản bội. Thưa quý vị, Tucker Carlson đã chỉ trích thống đốc Texas Greg Abbott khi phát biểu tại một sự kiện vào cuối tuần này, nói rằng hành động của thống đốc liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới là một hành vi tội phạm và tố ông Abbott là một kẻ nói dối. Carlson tuyên bố trước đám đông ở Eustica, Michigan hôm Chủ nhật, bạn nghĩ là có bao nhiêu người Texas đồng tin với việc để 7 triệu người vào tiểu bang của họ một cách bất hợp pháp? Tỷ lệ phần trăm thế nào? Không. Nó không chỉ gây bực bội mà còn là sự phản bội lại lời hứa tồi tệ của đất nước. Đó là sự cai trị của nhân dân. Đó là một hành vi tội phạm. Việc vượt biên bất hợp pháp đã là một vấn đề lớn đối với biên giới Texas kể từ năm 2021. Tuy nhiên, năm nay, bang này đã hứng chịu một đòn nặng nề khi tiêu đề 42, một lệnh y tế công cộng khẩn cấp, cho phép Hoa Kỳ trục xuất người di cư một cách nhanh chóng của Tổng thống Trump đã bị chính quyền Biden chấm dứt. Các thị trấn biên giới như Brownsville, Laredo và El Paso đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi chính sách hết hạn để chuẩn bị cho hàng ngàn người di cư sẽ đến. Để ứng phó với tình huống khẩn cấp, Abbott đã triển khai một hàng sao được thiết kế đặc biệt bằng phao xuống Rio Grande, một điểm nóng để vượt sông. Theo The Texas Tribune, Abbott cho biết, chúng tôi đang bảo vệ biên giới ở biên giới. Những gì những chiếc phao này sẽ cho phép chúng tôi làm là ngăn cản người dân đến biên giới. Ngoài phao, nhà nước còn cử cảnh sát và sĩ quan quân đội tuần tra biên giới, bổ sung hàng rào dây thép gai, cho phép quân đội bắt giữ người di cư vì tội xâm phạm và bắt đầu đưa người di cư đến các thành phố trú ẩn bằng xe buýt. Tuy nhiên, Corson chỉ trích động thái này, nói rằng khi nói chuyện với thống đốc về lý do tại sao, vấn đề vẫn tiếp tục tiến triển. Albert nói rằng, đó là một tình huống phức tạp. Tuy nhiên, Corson đã bác bỏ điều này và nói rằng, vấn đề không phức tạp. Carson tuyên bố vấn đề này sẽ được giải quyết trong một tuần bằng cách tập hợp lực lượng vệ binh quốc gia. Carson nói với đám đông rằng, ông ấy từ chối làm điều đó, ông ấy sẽ không làm điều đó và cũng không phải là không có ai đề xuất điều đó. Tôi đã kiến nghị với ông ấy ba lần, trong đó có lần riêng tư tại một bữa tiệc cocktail ở Dallas năm ngoái. Ông đang làm cái gì vậy ông bạn? Bạn không có vệ binh quốc gia, tại sao bạn không niêm phong biên giới của mình? Apple cho tới nay vẫn chưa công khai trả lời bình luận của Carson. Hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc bộc lộ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Thưa quý vị, ông Joe Biden đã kết thúc các cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 10 tháng 9 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ông đã đến châu Á vào thời điểm cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc Hội nghị thượng đỉnh năm nay cũng hé lộ căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc, với minh chứng là lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vắng mặt tại hội nghị và Bắc Kinh phản đối việc Hoa Kỳ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026. Biden rời Ấn Độ và đến Việt Nam và công bố tăng cường quan hệ hợp tác với quốc gia cộng sản này vào chiều tối ngày 10 tháng 9. Một vài tranh cãi cho rằng, Ông Tập vắng mặt đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang rời bỏ G20 và thiết lập một trật tự thế giới mới. Để chống lại ý tưởng đó, Biden cố gắng lấp đầy khoảng trống mà ông Tập để lại ở hội nghị thượng đỉnh năm nay bằng cách cho thấy Hoa Kỳ là một đối tác đáng tin cậy hơn Trung Quốc và có khả năng đoàn kết những quốc gia cường thịnh trên thế giới, đạt được các mục tiêu chung, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ phát triển tài chính, không cường ép cho các nước đang phát triển. Thật tốt nếu ông ấy có mặt. Biden nói với các phóng viên tại Ấn Độ khi được hỏi sự vắng mặt của ông Tập liệu có ảnh hưởng đến hội nghị hay không. Tại hội nghị thượng đỉnh New Delhi, các thành viên G20 bị chia sẻ bởi nhiều vấn đề, bao gồm chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đã đưa ra được những quyết định trọng yếu trong hai ngày diễn ra hội nghị tại thủ đô của Ấn Độ. Vấn đề gây tranh cãi nhất của hội nghị năm nay là đề cập đến vấn đề chiến tranh Ukraine như thế nào trong thông cáo chung đã có sự hoài nghi về việc có thể đưa ra được một tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh do sự khác biệt đáng kể giữa các thành viên. Trong khi một số quốc gia yêu cầu tuyên bố chung phải có giọng điệu mạnh mẽ chống lại Nga, gắn nhãn cho thành viên này là của G20 là kẻ xâm lược, thì Ấn Độ, nước chủ nhà G20, đã cố gắng đảm bảo sự cân bằng trong tuyên bố. Ấn Độ có mối quan hệ thân thiết với Moscow và việc nước này không sẵn lòng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ cũng làm phức tạp thêm cho nỗ lực hoàn thành văn kiện quan trọng nhất của hội nghị này. Các thành viên G20 cuối cùng vào ngày 9 tháng 9 đã đồng ý thông qua một tuyên bố đồng thuận tránh lên án trực tiếp Nga về cuộc chiến tại Ukraine. Thay vào đó, Tổng quan kêu gọi tất cả các nước kiềm chế sử dụng vũ lực để sáp nhập lãnh thổ. Tuyên bố chung có đoạn viết, theo hiến trương Liên Hợp Quốc, tất cả các quốc gia phải kiềm chế đe dọa hoặc là sử dụng vũ lực để giành lãnh thổ, điều mà chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Bất chấp sự phản đối của Nga và Trung Quốc, các nhà lãnh đạo cũng đạt được thỏa hiệp về ngôn ngữ ở một số đoạn văn để mô tả cuộc chiến ở Ukraine. Tuyên bố chung cho hay, Chúng tôi nhấn mạnh sự đau khổ của con người và những tác động tiêu cực gia tăng do chiến tranh Ukraine. Điều này liên quan đến an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng, ổn định tài chính vĩ mô, lạm phát, tăng trưởng, từ đó đã và đang làm phức tạp chính sách của các quốc gia. Có nhiều quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình này. Tuyên bố từ hội nghị thượng đỉnh G20 cho biết tại Bali, hầu hết các thành viên đều lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine. Điều này không có trong tuyên bố năm nay. Tuyên bố từ hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái tại Bali cho biết hầu hết các thành viên đều lên án mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Điều này không có trong tuyên bố ở năm nay. Tuyên bố Bali cũng trích dẫn một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về hành động gây hấn của Liên bang Nga chống lại Ukraine và yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi lãnh thổ của Ukraine. Do đó, tuyên bố năm nay được coi là có ngôn từ nhẹ nhàng hơn về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine so với tuyên bố năm ngoái. Bộ Ngoại giao của Ukraine gọi tuyên bố chung này là không có gì đáng tự hào vì tuyên bố này không xác định Nga là kẻ xâm lược trong cuộc chiến. Tòa Bạch Ốc lại bảo vệ tuyên bố này, gọi đó là chưa từng có tiền lệ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ ông John Feiner nói với các phóng viên hôm ngày 10 tháng 9 rằng, Đại đa số các nước G20 đã ủng hộ nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án hành động xâm lược bất hợp pháp của Nga. Tuyên bố chung đưa ra ngày hôm qua dựa trên điều đó để gợi đi một tuyên bố thống nhất chưa từng có về yêu cầu Nga phải kiềm chế sử dụng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.